Anh lính tình nguyện trên đất nước Chùa Tháp. Tác giả Vũ Ăng Co. Giọng đọc Hải Yến. Số 2. Sáng mai ra, trước khi đi học, đại đội phó xin lỗi chúng tôi, nói: "Hôm qua đi dự tiệc về, xỉn quá, các đồng chí thông cảm bỏ qua cho." Chuẩn bị ra trường, thi các tiết mục học tập, thi môn quân sự trước, môn chính trị sau. Hôm đó thi môn chính trị, bài: "Các đồng chí hãy cho biết ý nghĩa của việc ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?" Tôi và các đồng chí ở lớp làm bài chưa đến 9 giờ là nộp bài. Chỉ còn một đồng chí đơn vị biên phòng làm bài tới 10 giờ mà Bác Hồ vẫn còn ở nước ngoài. Hết một đôi giấy kẻ ngang, xin thêm đôi giấy nữa. Viết gần tới 11 giờ mà Bác Hồ chưa về nước. Lúc này giáo viên đến vỗ vai, nói: tóm lại đi. Vừa nói xong, 5 phút sau, giáo viên thu bài của đồng chí biên phòng đó vì hết giờ. Cả lớp cười và tôi hỏi: "Anh làm bài gì mà dài dữ vậy?" Ảnh nói: "Kể hoài, càng kể càng hứng. Giáo viên thu mẹ bài thi." Buổi chiều tập trung lên lớp để nghe thông báo kết quả thi môn chính trị. Ai cũng điểm 7 đến điểm 10. Riêng anh lính biên phòng này, cô giáo nói cho 5 điểm để an ủi vì có công ghi chép và tốn nhiều mực viết bài. Anh em chúng tôi chọc ghẹo đùa giỡn, cười vui cả lớp. Mấy hôm sau, ra trường mỗi người mỗi hướng. Tôi và anh Sĩ, anh Đấu, anh Tùng về thăm gia đình và hẹn ngày 15 tháng 1 năm 1988 có mặt ở bến xe Cần Thơ để qua lại Campuchia. Khi qua tới Phnom Penh, trời tối, anh em tôi ngủ ở bờ sông ngay cầu sập. Sáng hôm sau, bắt xe về Garomia, tỉnh Công Pông Trơ Năng, nộp giấy ra trường cho ban cán bộ. Tôi được điều về làm đại đội phó đại đội 7 tiểu đoàn 5, trung đoàn 9. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ chỉ huy bộ binh, rất là lo lắng. Vì không biết rồi đây mình chỉ huy chiến đấu có hoàn thành nhiệm vụ không. Mới về được một ngày là hôm sau tôi lấy khẩu AK ra chỉnh cho chuẩn để bắn chim và đánh địch. Hôm đó tôi bắn được một con vẹt, một con cu xanh và bắt được một con rùa ở trong cái bọng cây đem về. Đồng chí Tiễn, đại đội trưởng, mắng tôi: "Mày đem thả con rùa ngay." Nghe vậy tôi mang nó ra bờ suối quăng xuống đó. Lính trung đội 9 ra bắt vào làm thịt. Mấy ngày sau, đại đội phân công đồng chí Đường, thiếu úy trung đội trưởng, dẫn trung đội 8 cộng với một tiểu đội của trung đội 9 đi vào hướng Uran phục kích địch. Thời gian 5 ngày. Đêm thứ 2, khoảng hơn 9 giờ, có trăng mờ mờ, thấy đàn trâu bò của dân thời diệt chủng bị thất lạc, trên cổ có đeo lục lạc leng keng, đồng chí Đường ra lệnh nổ súng và kéo quân về. Trung đoàn điện xuống điều tra vụ nổ súng đó, thì ra không phải địch mà là đàn trâu bò, nên tiểu đoàn tiến hành kiểm điểm kỷ luật. Ngày hôm đó, đồng chí đi nhậu về, lấy súng AK bắn vào phòng ngủ của tôi, tay lăm le quả lựu đạn, nói: "Thằng nào vô bắt tao, tao cho chết hết." Tôi chạy lên báo chỉ huy tiểu đoàn. Sáng hôm sau, vệ binh trung đoàn vào mời đồng chí Đường về phòng cán bộ nằm đó chờ thời. Chờ thời có nghĩa là chờ kỷ luật, chờ điều động chỗ khác, chờ rớt chức, chờ rớt quân hàm. Tôi cùng với tiểu đoàn hành quân chiến đấu. Mùa khô, cây thay lá, những bước chân của người lính dẫm lên lá cây nghe xào xạc, róp róp. Hành quân gặp các đường mòn tổ chức phục kích nhưng không gặp địch. Đến ngày 19 tháng 5 năm 1988, tiểu đoàn 6 bị địch đánh thương vong một số đồng chí. Ngày 22, tiểu đoàn 5 tôi cơ động giải vây cho tiểu đoàn 6. Đang dừng quân để giải lao, lúc đó khoảng 11 rưỡi trưa,
có hai tên địch đi hơi xéo vào ngay chỗ tôi. Anh em nghỉ giải lao, ngồi chệt dưới đất. Do rừng cây lúp xúp, cỏ mọc cao, không nhìn thấy xa được. Tôi nghe sạc sạc như tiếng thú đi trong rừng, nên cầm súng AK đứng dậy. Nó cách tôi khoảng 10 mét. Tôi chưa kịp mở khóa súng, nó bắn tôi một loạt AK, nhưng không trúng. Tên mang khẩu B-40, nó bắn cái ầm vào đại đội tôi, làm hy sinh một đồng chí giữ khẩu B-40. Tôi hô pốt pốt và nổ súng xung phong. Nó chạy thục mạng. Tôi chụp khẩu B-40 bắn chặn đầu hướng chạy của nó. Đồng chí hy sinh tên là Của, quê ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Có vợ và một con. Tổ chức cáng thương theo đội hình hành quân vào sâu bên trong. Đến khoảng 1 giờ chiều, bắt tay được với tiểu đoàn 6. Trung đoàn tổ chức đưa thương binh tử sĩ ra ngoài, còn đội hình tiếp tục hành quân truy quét địch. Trung đoàn 9 đóng quân ở Garomia, tỉnh Công Vông Chơ Năng, nhưng địa bàn tác chiến chủ yếu là ở tỉnh Vua Sát và tỉnh Bát Tâm Băng. Tháng 3 năm 1989, Trung đoàn hội nghị quân chính triển khai kế hoạch chiến đấu ở núi Chóp, huyện Môn. Sau khi về đơn vị, anh em chiến sĩ nhận lương thực thực phẩm, đạn dược, chuẩn bị ngày hôm sau hành quân, thì đồng chí Nõn, đại đội trưởng đào ngũ. Trận đánh này, tôi có thằng bạn tên Ngân, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, bị thương nặng. Nó mang máy thông tin PRC-25 đi cùng đồng chí quân tiểu đoàn trưởng. Lúc đơn vị đang nổ súng, thì có hai tên địch chạy lọt vào đội hình của tiểu đoàn 5. Chúng phát hiện đồng chí Ngân mang máy thông tin, nên bắn một quả B-40 làm đồng chí Ngân bị thương nặng. Địch chạy về hướng đại đội 5. Hôm đó đại đội 5 cũng tiêu diệt được mấy tên. Đại đội 7 tôi chặn đầu hướng địch tháo chạy. Tôi phát hiện mấy tên địch chạy, nhưng do địa hình cây cối khuất tầm nhìn, địch chạy quá nhanh, nên tôi ra lệnh bắn mấy quả cối 60 vào hướng địch chạy. Lùng sục mấy ngày sau, trung đoàn rút về. Nghỉ ngơi được mấy hôm thì trung đoàn tham gia chiến dịch Pai Lin, biên giới Thái Lan, tỉnh Bát Tâm Băng. Trung tuần tháng 4, đơn vị hành quân chiến đấu, xe chở chúng tôi vào tới đường 10, từ cua chữ V vào Pai Lin. Trên đường hành quân, xe chạy, đàn bươm bướm trắng cả triệu con, nó bay trắng đường, làm tài xế không nhìn thấy đường để chạy luôn. Khi vào gần tới Pai Lin, dừng lại xuống xe, chờ trinh sát đặc công báo về sẽ triển khai đội hình chiến đấu. Đồng chí Tùng, chính trị viên tiểu đoàn 4, nhặt được viên đá màu. Lúc đó có thằng lính bạn đổi cái đồng hồ Senko, nhưng anh Tùng nói với tôi, chắc viên đá này bán được 2-3 chỉ vàng nên không đổi. Rồi tiểu đoàn 4 vào vị trí chiến đấu, địch nó bắn anh Tùng bị thương, rồi viên đá đó cũng mất luôn. Tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 5 đánh hướng khác. Buổi chiều tối hành quân vào thị trấn Pai Lin, chờ phía trước vượt ngầm suối. Nghe tiếng pháo cối 120 ly của Pol Pot từ bên Thái Lan bắn sang. Tôi đếm quả đề ba đầu tiên tới quả cuối cùng là 14 khẩu bắn. Quả thứ 14 đi thì quả đầu tiên nó nổ cách thị trấn Pai Lin khoảng 500 mét. Không biết nó bắn vào đơn vị nào. Địch cài mìn vùng này dày đặc, dông gió qua một cái ào là nghe mìn nổ đanh tai. Địch chủ quan, ỉ lại có những bãi mìn vật cản nên không sợ ta vào. Đêm đó, tiểu đoàn 6 hành quân trước, dò gỡ mìn, để sang hai bên, nhìn phát khiếp. Đơn vị áp sát mục tiêu, nằm ém mình bên bờ suối. Đêm đó, địch ăn nhậu nhảy múa say sưa, uống hết can rượu 10 lít. Theo hiệp đồng tác chiến giờ dê, đúng 5 giờ sáng, nổ súng, có pháo cấp trên chi viện. Nhưng mới 4 giờ sáng, có một tên địch thức dậy ra đứng đái ngay trên đầu một chiến sĩ. Sợ bị lộ mục tiêu, nên chiến sĩ này nổ súng tiêu diệt. Tên địch chết tại chỗ. Thằng thắng đầu bạc, nó bắn liên tục 4 quả B-40, tiêu diệt toàn bộ chỉ huy trung đoàn địch. Trong đó có một tên cố vấn Trung Quốc, tướng cao to, khoảng 80 kg. Trong tích tắc, tiêu diệt 11 tên địch, có 4 nữ Pol Pot chết. Tiểu đoàn 6 bị thương một đồng chí Hân, đại đội phó, và 2 chiến sĩ khác bị thương. Tiểu đoàn 6 rút ra,
cáng thương ra và đi đánh hướng khác. Tiểu đoàn 5 tôi vào chiếm lĩnh trận địa, bố trí đội hình phục kích. Buổi trưa khoảng 11 giờ, tôi đang nấu nồi cơm vừa mới sôi nước, nghe tiếng DK đùng ầm, rồi tiếng AK B-40, bùng bình, địch phản công xung phong vào trận địa. Tôi đá văng nồi cơm xuống đất, nhào ra khẩu cối 60, bắn cấp tập về phía trước. Địch khựng lại, thấy một tên đang rượt bắt sống đồng chí Uẩn, tiểu đoàn phó chính trị. Tôi la lên, nó rượt bắt sống anh kìa, nằm xuống ngay. Tôi chụp khẩu AK, bắn một loạt đạn, địch bỏ chạy ngược trở lại. Tôi tiếp tục tăng liều cối, liều 1, liều 2, rồi liều 3. Lệnh của đồng chí sĩ, cán bộ tiểu đoàn cho đơn vị xung phong truy kích địch. Xung phong lên, tôi chạm ngay tên địch bị thương, nghe tiếng máy bộ đàm gọi chí chóe. Và tên địch giơ một tay lên đầu hàng. Trước khi chết, thế nào nó cũng bắn mình. Tôi cho nó một viên đạn vào đầu, tiễn vong nó luôn. Lượm cái máy bộ đàm lên, đồng chí Tiền, trợ lý tác chiến, xung phong lên gặp tôi. Hai người cầm cái máy bộ đàm mà tay còn run vì nó gọi nhau trong đó. Đồng chí Tiền hỏi tôi, nó nói gì vậy? Tôi nói, tiếng Miên tôi có biết gì đâu. Phía trước vẫn nổ súng truy kích địch. Từ xa, địch liên tục bắn DK vào đội hình, làm đồng chí sĩ, cán bộ tiểu đoàn bị thương ngay trước cái công sự của tôi. Trận này, đồng chí Hoàng Chiến, quê ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, bị địch bắt sống. Ổn định tình hình, thu chiến lợi phẩm. Khoảng 2 giờ chiều, đài kỹ thuật báo địch thiệt hại trên 50 tên. Quân báo cho biết địch chuẩn bị pháo hủy diệt trận địa, nên trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn rút ra ngoài, cách khoảng 1 cây số. Ngày đó, cả tiểu đoàn nhịn đói, nhịn khát. Khoảng 10 giờ đêm, pháo cối 120 ly của địch từ bên kia Thái Lan bắn vào trận địa. Nó bắn một lúc 14 khẩu cối. Đêm đó, địch vào lấy xác. Nó vẫn ém quân gần đó. Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ, nó nổ súng xung phong, nhưng không có ta ở đó, và ta cũng bí mật. Đến khoảng 9 giờ, được lệnh hành quân trở vào cứ địch, nhưng cắt rừng đi đường khác vào. Đến trưa, phát hiện con rùa màu vàng, to khoảng 3 kg, ở phía trước chuyển ra phía sau, hỏi, anh Vũ bắt con rùa không? Tôi chuyển ra phía trước, hỏi anh Tiền phía trước, phát hiện rùa có bắt con rùa không? Anh Tiền nói truyền lên, nói anh Vũ bắt đi. Cho lính bắt một con, đơn vị hành quân khoảng 50 mét, lại gặp con rùa y như vậy. Tiếp tục bắt luôn con rùa thứ hai. Tiểu đoàn dừng quân, giải lao khoảng 15 phút, sau đó hành quân tiếp. Một chiến sĩ làm cướp cò, súng nổ, một viên đạn AK. Địch phát hiện, nó nổ súng, nhưng tốp nhỏ lẻ khoảng 4-5 tên, rồi nó bỏ chạy. Ta an toàn và không nổ súng. Vào trận địa cũ, một chiến sĩ đạp mìn cụt chân, tổ chức cho người cáng thương ra. Đơn vị hành quân tiếp, đến tối dừng quân ở một mỏm đồi nhỏ. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy lính ta bị thương vong nhiều lắm. Sáng ra, tôi kể chuyện nằm mơ cho một đồng chí trung đội trưởng nghe. Đồng chí Tiền leo lên cây, mở ống nhòm xem và phát hiện cứ địch rất gần. Tiểu đoàn áp sát mục tiêu, xin pháo cấp trên chi viện. DK-82, cối 82 của trung đoàn bắn cấp tập vào trận địa. Pháo 105 của mặt trận bắn chi viện. Pháo chuyển làn, tiểu đoàn đồng loạt xung phong tiêu diệt địch. Ta chiếm lĩnh trận địa. Ở cánh bên phải, đồng chí Hoàng, tiểu đoàn phó chỉ huy đại đội 7, bị địch vây đánh. Đồng chí Hoàng bị thương và đồng chí Thụ quân lực bị thương, với một số đồng chí bị thương và hy sinh. Trung đoàn phải cử lực lượng phía sau vào cáng thương binh tử sĩ ra. Đồng chí Huệ quản lý đại đội 7, chạy thất lạc đội hình, 3 ngày sau mới ra được. Đến 2 giờ khuya, cấp trên thông báo địch chuẩn bị pháo kích trận địa. Tiểu đoàn nhanh chóng rời khỏi trận địa, hành quân ra hướng khác. Sau khi tiểu đoàn 4 rút ra khỏi đồi không tên, đi đánh hướng khác, thì tiểu đoàn 5 hành quân vào đồi không tên, giằng co với địch mấy ngày hôm sau mới lấy được xác đồng đội hy sinh. Một số đồng chí bị thương la lên, cứu em anh Vũ ơi, chết hết rồi. Thằng Tài đại đội 6 la lên,
Cứu em, chết em anh Vũ ơi. Vậy mà anh em đồn ra với trung đoàn nói, thằng Vũ chết rồi. Chiến dịch này, trung đoàn hy sinh một số cán bộ sĩ quan, trong đó có một đồng chí trung đoàn phó trung đoàn 9. Tiểu đoàn 6 đánh thọc qua biên giới Thái Lan khoảng 5 cây số. Địch cho máy bay ném bom và pháo 155 bắn bộ binh ta. Đơn vị rút về không kịp nên một số bị thương vong. Hoàn thành chiến dịch, trung đoàn rút về Garomia sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Rồi một trận, trung đoàn 9 hành quân đánh địch ở Thiếp Bà Đây và núi Chóp. Xe đưa chúng tôi đến điểm dừng quân là 7 giờ. Trời tối đen như mực. Nghỉ chân tại một cái chùa bỏ hoang đổ nát. Do bom đạn, do trời tối nên việc bố trí đội hình canh gác phục kích gặp khó khăn. Địa hình lạ mà trời lại tối, không thấy đường đi. Đến sáng hôm sau, trung đoàn vượt qua suối băng rừng vào cứ địch. Do giáp mùa mưa nên trong rừng những nơi ẩm thấp bị đọng nước. Bộ đội hành quân phải lội bùn nên dễ bị nước ăn chân. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều dừng quân nấu cơm. Do trước đó trời có mưa nên củi bị ướt. Có tiểu đội nấu cơm bị khét đen. Trung đội không dám cho ăn, phải đổ bỏ nấu lại nồi khác. Trong thời gian nấu lại thì có một số cơm chín trước đã ăn cơm xong. Trung đoàn tiếp tục hành quân. Vì vậy, một số đồng chí phải nhịn đói hành quân theo đội hình. Đến chiều khoảng 5 giờ rưỡi, trong rừng trời đã tối, tiểu đội đi trước phát hiện cái ụ mối có cái võng thằng địch nằm cổ quấn chiếc khăn cà ma. Đồng chí Lữ Khánh, tiểu đoàn trưởng, lệnh cho tôi dẫn 3 chiến sĩ bò lên bắt sống tên địch đó. Tôi và 2 đồng chí chiến sĩ bò lên cách chỗ ụ mối 3 mét. Tôi nhìn thật kỹ, không phải tên địch nằm võng mà nơi đây có cái ụ mối, có chùm dây mây quằn xuống giống như cái võng. Phía trên có chùm hoa nở màu đỏ. Vì vậy, nhìn xa cứ tưởng là chiếc khăn cà ma. Báo cáo tiểu đoàn trưởng xong, đêm đó dừng quân tại chỗ. Ở phía trước cách tôi 10 mét có cái đường mòn địch vừa mới đi qua. Nước còn đang chảy vào dấu chân đi của địch. Tôi bố trí đội hình phục kích. Sáng hôm sau, hành quân bám cập đường mòn vào cứ địch. Trên đường mòn này, đại đội trinh sát đã bố trí đội hình phục kích. Cách đội hình hành quân của tôi khoảng 200 mét, có một tốp địch hành quân ra. Lính ta cũng sơ ý, dựng khẩu B-40 đầu cam màu vàng chói ở ụ mối. Tên đi đầu phát hiện B-40 của ta. Nó nói với chỉ huy nó, khơi B xe sớp Việt Nam, thấy B-40 Việt Nam. Tên chỉ huy nói, ốt AT không có gì. Nó vừa đi vừa nhìn vào khẩu B-40 của ta và nói, khơi B xe sấp Việt Nam. Tên chỉ huy vẫn nói, ốc AT. Vừa đi tới quả mìn khóa đầu, đồng chí Tiền đại đội trưởng trinh sát lệnh bấm mìn. 18 quả mìn được kích hoạt nổ. Tiếng nổ vang cả núi rừng. Chỉ còn 2 quả chưa kịp nổ do lính ta dùng châm điện không trúng pin. Diệt 21 tên địch tại chỗ. Có một tên chỉ huy cấp trung đoàn địch. Khi lệnh xung phong, đồng đội ta vừa nhào lên thì một quả mìn nổ làm lính ta bị thương nặng 2 đồng chí. Do lúc xung phong, ta bấm mìn thêm quả nữa nên đồng đội ta bị thương. Tiểu đoàn tôi cách đó không xa, xung phong vượt lên do rừng có gai mắc cỡ. Lính ta ai cũng bị tét ống quần ngang chỗ đầu gối. Còn một tên địch sót lại, sáng hôm sau khoảng 9 giờ, tiểu đoàn 5 tiêu diệt luôn. Thằng địch này, nó bị sốt rét, ốm nhom như con nhái. Vùng này vừa rừng dầu, vừa cỏ tranh lẫn lộn. Bình độ chỗ cao chỗ thấp, lúc đi trên khô, lúc đi lội nước. Đặc điểm ở Campuchia, mùa khô là không có nước. Bộ đội ta đôi lúc phải uống nước tiểu của mình. Mùa mưa thì nước ngập tùm lum, hành quân thật vất vả. 2 ngày sau hành quân trúng cơn mưa, 2 tên địch ngồi chùm tấm che mưa dưới đất mà lính ta không thấy vì cỏ rậm rạp che khuất. Đồng chí đi đầu đá vào tên địch một cái phịch, nó bật dậy chạy cái ào mất hút. Tôi la lên, Pol Pot, Pol Pot. Ở phía sau, cả đội hình tản ra nhưng trung đoàn lệnh hành quân tiếp. Ngày hôm sau,
khi dừng quân, trung đoàn ra lệnh mỗi đại đội cử ra 8 đồng chí đi trinh sát thực địa khoảng 2 km, đi đường nào về đường đó. Tôi chỉ huy tiểu đội đi trinh sát, đi và về đúng vị trí tập kết. Đại đội bạn Campuchia, nó đi đường này nhưng nó về đường khác. Vì vậy, lính ta phát hiện tưởng là địch nên nổ súng. Bùng bình, bắn quả B-40 và bắn vài loạt đạn AK. Bộ đội bạn thấy vậy, nó bắn hai quả B-40, làm ta bị thương 3 đồng chí. Đồng chí y tá đại đội đứng kế bên tôi cũng bị thương. Tôi phát hiện bộ đội bạn nên mở nắp AK, bắn 3 tiếng báo động và tôi la lên: Việt Nam Campuchia! Việt Nam Campuchia! Và la to: Không được bắn! Lúc này thằng chỉ huy đại đội trưởng của bạn chạy lên, nó ôm chầm lấy tôi, nó sợ tôi bắn nó. Trung đoàn điện hỏi vụ gì vậy, tôi báo lên đánh nhầm bộ đội bạn, lính mình bị thương 3. Lúc này đồng chí trung đoàn trưởng, vì tế nhị tôi không nêu tên, chửi tôi và nói về đề nghị tặng bằng khen cho bộ đội bạn vì bạn chiến đấu giỏi. Đây là câu nói tức giận của người chỉ huy. Đại đội quân số ít mà phải cử lực lượng cáng thương theo đội hình hành quân. Đồng chí y tá bị thương nhẹ nên đi tự lực. Trung đoàn hành quân tiếp khoảng 2 cây số, phía trước khoát tay ra hiệu phát hiện địch. Tôi cua tay ra ám hiệu cho đại đội tản đội hình ra. Thằng Thanh tiểu đội trưởng giơ B-40 lên, nó bóp cò nghe cạch không nổ. Bóp cò lần thứ 2 cũng cạch không nổ. Bóp cò lần 3 nghe cái cạch không nổ. Thì ra quả B-40 bị thúi hạt nổ hay sao? Tôi khom người chạy sát tới nó, ra hiệu cho nó đổi quả B-40 khác. Lúc này nó bóp cò lần thứ 4, nghe cái bùng, quả đạn bay đi nhưng lại lép. Tốp địch bỏ chạy, tôi nhào lại khẩu cối 60, bắn mấy quả về hướng địch chạy. Xung phong lên, tôi thấy nó bỏ lại bộ cờ tướng. Vậy là địch đang chơi cờ tướng. Nhìn xung quanh, thấy một thắt lưng và bao xe súng K-59 treo trên nhánh cây. Tôi lấy thắt lưng đó, địch bỏ chạy ngang qua đại đội 17 DK, có 7 tên địch, nhưng đại đội DK không nổ súng kịp. Trung đoàn hành quân lên, chửi tôi một trận nữa. Nói, lính mày đánh đấm kiểu gì mà 2 lần nổ súng không bắn chết được thằng nào. Để chuẩn bị cho việc rút quân về nước, cuối tháng 7, bước sang tháng 8 năm 1989, trung đoàn tổ chức hành quân chiến đấu đánh địch ở hướng núi Kim Ri, Am Leng, tỉnh Công Pông Sư Pư. Vùng này địch còn nhiều lắm. Vùng núi Uran và Kim Ri là vùng hoạt động của sư đoàn 336 Pol Pot. Chúng thường xuyên ra đánh phá đường tàu, phục kích bộ đội ta ở khu vực U Đông và tập kích vào Phnom Penh. Đợt hành quân này, cả trung đoàn tiêu diệt nhiều sinh lực địch, thu nhiều vũ khí và bắt sống được một tên chỉ huy tiểu đoàn trưởng của Pol Pot. Sau khi khai thác tù binh, mình giao cho bạn, nhưng nó xin theo bộ đội Việt Nam. Cuối cùng, mình bàn giao không nhận nó. Đợt hành quân này khoảng 20 ngày, cả tiểu đoàn tôi, anh em cán bộ chiến sĩ hành quân ẩm ướt nên bị nước ăn chân cả tiểu đoàn. Đánh vào Phum Am Leng, trung đoàn dừng chân ở đó được 2 đêm. Sau đó, các đơn vị hành quân lùng sục truy quét. Một số chiến sĩ chân bị nước ăn, hành quân rất đau đớn. Tôi phải động viên thường xuyên để anh em có tinh thần chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Trung đoàn cho xe vào chở quân về Garomia, đi đường U Đông ra lộ 5 về Công Pông Chơ Năng. Về đơn vị ổn định tình hình cho cán bộ chiến sĩ học chính trị, những điều quy định và trả lời phỏng vấn của phóng viên chiến trường, phóng viên quốc tế, sĩ quan học điều lệnh đội ngũ. Ngày 26 tháng 9 năm 1989 bắt đầu rút quân. Thật là cảm động và rất ấn tượng. Những tình cảm của nhân dân Campuchia, họ tay bắt mặt mừng tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam trong đầy nước mắt. Có những cụ già nói, bộ đội Việt Nam về nước rồi, Pol Pot sẽ quay lại giết đồng bào chúng tôi. Thấy cảm động lắm. Xe bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Garomia. Một số ồ lên khóc, mình thấy mủi lòng lắm. Ai biết tiếng Campuchia thì nói tiếng Cam, ai không biết thì nói tiếng Việt.
Xe chở chúng tôi về Nông Pênh, hai bên đường cờ hoa rực rỡ, chia tay bịn dịn, có người đứng suốt dọc đường luôn. Lính ta thì cất tiếng hát Việt Nam Campuchia tay cầm tay Samaki suốt tuyến đường. Trên bầu trời, các máy bay quần đảo để bảo vệ bộ đội Việt Nam rút quân. Về tới Nông Pênh, chúng tôi xuống tàu quân sự, loại tàu há mồm của Mỹ ngày xưa. Ở dưới sông, hai bên cano và tàu chiến của bạn chạy dọc theo tiễn đoàn chúng tôi về tới ranh giới Việt Nam. Bên địa phận Việt Nam, các đoàn tàu ra đón chúng tôi cờ đỏ sao vàng rực rỡ, những chiếc nón lá, những chiếc áo dài truyền thống, xanh đỏ tím vàng của những cô gái và học sinh vẫy gọi. Đồng đội tôi hô to, bộ đội Việt Nam về nước, chúng ta sống rồi, con về rồi mẹ ơi. Có đồng chí thì châm tiếng Khmer, Aun Salobanh Bong Te, tay vẫy chào suốt chặng đường. Tàu cập bến Hồng Ngự, lên bờ làm lễ. Có những bà mẹ không thấy con mình. Khi gặp tôi, hỏi, thằng Phương đâu rồi? Tôi không cầm được nước mắt. Tôi nói, tụi nó về sau má ơi, nhưng cũng không giấu được đâu. Chiến sĩ ta nói, tụi nó hy sinh rồi má ơi. Nghe nói thế, các gia đình có con hy sinh đều ngất xỉu, phải bồng lên xe, chở đi cấp cứu. Làm lễ xong, khoảng 8 giờ tối, xe chở chúng tôi về căn cứ Trần Quốc Toản, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ổn định tình hình, một số được giải quyết ra quân, một số cán bộ được đi phép. Số chiến sĩ chưa đủ thời gian ra quân, nhưng do sức khỏe kém như sốt rét, bị thương tật nhẹ, trung đoàn cho ra quân trước thời hạn. Sau khi quân tình nguyện Việt Nam rút về nước tháng 9 năm 1989, thì tháng 10 năm 1989, Pol Pot đánh chiếm vào thành phố Bát Tâm Bong, đánh chiếm tới ba núi cách Bát Tâm Bong khoảng 30 km. Ngày 29 tháng 10 năm 1989, buổi chiều, lúc đó khoảng 4 giờ, tôi và ba đồng chí hạ sĩ quan đang ngồi nhậu ở ngoài chợ Trần Quốc Toản, thấy một chiếc xe dép kiểm soát quân sự của sư đoàn 339 chạy lòng vòng khu chợ, luồn lách các ngõ ngách, thông báo sư đoàn báo động tất cả nhanh chóng về đơn vị. Từ chợ về tới sư đoàn khoảng một cây số, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng trên bầu trời có một chiếc máy bay trực thăng đảo hai vòng rồi hạ cánh xuống sân bóng đá của trung đoàn 9. Về tới trung đoàn, được nghe thông báo sư đoàn cấm trại 100%, mời tất cả sĩ quan, cán bộ đảng viên 5 giờ có mặt để họp. Buổi họp đó do đồng chí Trung tướng Lê Hai, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp. Đồng chí Lê Hai cho biết tình hình Campuchia diễn biến phức tạp. Pol Pot đánh vào thành phố Bát Tâm Bang. Các sư đoàn chủ lực của bạn bị địch đánh chiếm, mất hết vị trí trọng điểm. Vì vậy, Bộ Chính trị Campuchia, đồng chí Hun Sen bay sang Việt Nam ta cầu cứu. Bộ Quốc phòng quyết định điều động các đơn vị chủ lực của quân khu 9 sang tiếp ứng. Các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật cuộc hành quân này. Trưa ngày 30 tháng 10 năm 1989, trung đoàn 9 chúng tôi nhận vũ khí đạn dược đúng 5 giờ xuống tàu và được chở qua Campuchia. Đợt hành quân đặc biệt này thật bất ngờ. Tôi phải động viên anh em từ cán bộ đến chiến sĩ để an tâm thông suốt nhiệm vụ. Mới vừa rút quân về nước, nay cơ động trở qua, nên công tác tư tưởng cực kỳ khó khăn và nhạy cảm. Thủ tướng Hun Sen gọi là quân đặc biệt được đào tạo ở Việt Nam về để tránh dư luận quốc tế. Khi thấy ta sang, bộ đội bạn mừng lắm. Ta và bộ đội bạn chiến đấu không quản ngại hy sinh gian khổ. Đầu tháng 11 năm 1989, đại đội tôi hành quân đêm đến mờ sáng hôm sau. Tổ đi đầu phát hiện địch. Đồng chí Phương trung đội trưởng bắn một quả B-40 tiêu diệt hai tên địch chết tại chỗ. Sau đó tiểu đoàn tham gia chiến đấu với đội hình trung đoàn. Lúc này đồng chí Phương trung đội trưởng bị địch bắn trúng đầu hy sinh, và hy sinh một đồng chí y tá, bị thương một số đồng chí nữa. Ngày hôm sau, trung đoàn bổ sung một y tá khác. Đến 11 giờ trưa, đồng chí Tài y tá hy sinh tiếp.
do tính chất của chiến trường ác liệt nên mấy ngày sau mới đưa các đồng chí thương binh tử sĩ ra được. Hoàn thành nhiệm vụ tháng 4 năm 1990, Trung đoàn 9 rút quân về nước. Tôi được bổ sung qua đại đội chuyên viên chuyên gia sư đoàn 196 Campuchia ở Phum Ô Bá Mon, huyện Bà Non, tỉnh Bát Tam Bang. Từ đó về sau, tôi liên tục tham gia chiến đấu với bộ đội bạn. Trận đánh tháng 3 năm 1991, tham gia với bạn mở chiến dịch đánh vào cao điểm 179 Pai Lin. Tôi chỉ huy đại đội gồm 20 đồng chí. Trận này, đại đội tôi hy sinh 2 và bị thương 11 đồng chí. Tôi bị kiểm điểm nhưng cuối cùng không bị kỷ luật. Đến tháng 6 năm 1991, tôi được về nước. Sau khi về nước, tôi tham gia diễn tập ở tỉnh Bạc Liêu làm đại đội phó đại đội tiến công đồng bằng sông nước. Tháng 4 năm 1984, sư đoàn 339 giải thể, tôi được điều về làm đại đội phó đại đội vệ binh sư đoàn 8 ở Đồng Tâm, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tháng 6 năm 1994, tôi cưới vợ và đến tháng 4 năm 1995, tôi nhận cấp hàm đại úy và được điều về làm đại đội phó đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 9 ở Trần Quốc Toản, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ngày 31 tháng 12 năm 1996, vợ tôi sinh được đứa con gái đầu lòng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, công tác đến cuối năm 1997, tôi xin ra quân. Sau khi xuất ngũ về địa phương, tôi đi làm thuê làm mướn khắp nơi, không có nhà cửa nên ở trọ nay đây mai đó. Đến cuối năm 2017, quân khu 9 cất cho tôi một cái nhà tình đồng đội ở bên vợ, tọa lạc tổ 9, ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Tháng 4 năm 2018, tôi đi lao động ở nước bạn Campuchia. Bạn bè trêu chọc tôi nói: "Thằng Vũ ăn co, nó đi qua miên nữa rồi tụi bay ơi." Bất cứ ở hoàn cảnh nào, ở trong nước hay ở nước ngoài, bản thân tôi luôn nhớ đến tình đồng đội, nhớ những gian lao khổ hạnh, những hy sinh mất mát của đồng đội mình. Sống chết có nhau, chia nhau từng giọt nước, hạt muối và cọng rau, động viên nhau lúc thường cũng như lúc ra trận. Trong chiến đấu, không gì quý hơn tình đồng đội. Tuy trở lại đời thường, nhưng hình ảnh người lính chiến trường xưa không phai mờ. Chân thành cảm ơn các đồng chí đồng đội cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh chiến trường ca. Hẹn ngày tái ngộ. Chúc các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.